Anh em ơi, trên tay lại là một con siêu phẩm Orion máy quắc của Nhật có lịch. Sai mặt vẫn là bộ tầm 40mm, con này kiềng vàng. Có cả em mặt trắng nữa, như thế này mà mặt trắng. Quay ra Orion. Anh em nhìn nhá, cái logo của Orion này. Logo của Orion đây anh em này. Đây này. Em lấy cho anh em xem cái logo của Orion này. Orion đẹp, con này đẹp. Và tất nhiên những con mang tính chất đồng hồ em về của Nhật theo lô hàng của Audio thì em vẫn đều xả giá tốt lắm anh em ạ. Đây, quay ra đeo rất thông minh. Đây, nấc nào cũng được. Tay cổ tay Việt Nam rồi. Đấy, cổ tay Việt Nam đấy anh em ạ. Đeo phát ăn ngay. Đồng hồ tiền triệu bây giờ bán có vài trăm thì anh em biết rồi đấy. Không chê vào đâu được. Hôm nay đeo con này, hôm sau đeo con khác. Cha có đi đâu mà phải ngại cả. Có là một bộ quần áo thì đeo một con đồng hồ. Anh em ủng hộ thằng em Sơn. Vài trăm nghìn là có con đồng hồ đeo thời trang. Chất máy Nhật thì đeo 10 năm không hỏng anh em nhé. Xin cảm ơn. Quay đơn giản thôi, mộc mạc. Còn chủ yếu là anh em thích món gì cứ chủ động vào Zalo là có hết. Em thì thường vàng hà cám cái gì cũng có, nhưng chủ yếu là các mặt hàng về audio, độ chế, loa đài, rồi CD ô tô. Xin cảm ơn anh em.